Con sông Bạch Yến là một nhánh rẽ của sông Hương, bắt đầu từ cầu Sược Dụ, chạy qua những ngôi làng cổ yên bình phía tây nam thành phố Huế như Sược Dụ, Lưu Bảo, Trúc Lâm, An Ninh Thường, An Ninh Hà. Bao đời nay, chuyện làng không thể tách rời chuyện sông với bao trầm tích ẩn mình sau những bóng cây xanh. Làng Hoa cũng xuất hương đợt thứ nhì trong cái quá trình lập làng ở Thừa Thiên Huế, đó là cái đợt từ 1471 sau khi chiến thắng Thanh Sa Bang tại Bình Định, thì hưởng ứng lời kêu gọi của vua Lê Thành Tông, Quan Quân và Bình Định đã dừng chân lại trên cái tuyến đường hành quân để lập làng. Làng Hoa đã ra đời trong hoàn cảnh đấy. Khi con sông Bạch Yến trên đường từ Sược Dụ chạy về kinh thành Huế, gặp dòng kẻ vàng từ sông Hương rẽ qua Kim Long để xuôi về Bao Vinh, thành một đường quanh ôm tròn lấy làng An Hòa. Tỉnh theo đường quốc lộ cũ chạy qua thành phố Huế, thì qua khỏi cầu An Hòa, rẽ trái, sẽ thấy ngay cổng làng. Đi thêm khoảng 100 mét nữa là ngôi đình làng, nơi thờ các ngài khai căn khai khẩn, các vị thần làng và tổ tiên của 12 họ có mặt ở đây kể từ những ngày đầu thành lập làng. An và hòa, an là bình an và hòa là hòa thuận, giống có cái vấn đề gì hết. Lịch sử của đình này là ngày xưa nằm trong vạc xà tắc trong đầy nồi thôi. Sau khi Gia Long khai quốc khi nào mình dời cả cái làng An Hòa. Làng là có một cái đình chung, mà trên chùa An Hòa Thượng là có cái chùa Trầm Hương nữa, là cũng cái chùa chung. Đó, nhập thường là lo cái âm ông, nhập ngoài lo cái âm bà, và ở nhập trong thì lo cái đình. Đó. Cái này là cái sắc phong của vua để ban cho là các cái vị tiền bối á, là các vị thiên thần. Đó, cho nên cái này á, cái vật này á, làng lưu giữ đi là cũng thời gian cũng có 200 năm rồi. Minh Mạng Niên này, Minh Mạng Niên, năm Minh Mạng, đây là năm Minh Mạng. Như vậy là 1820 đến 30 này, 1830 là có cái niên rồi này. Thiều Tỳ Niên. Rồi. Cái bia này là ghi những cái vị là như là khai căn, khai khẩn, gọi là những người có trước đây có công đối với làng. 23 vị công thần, nhưng mà trong đó Nguyễn Đăng lại thêm 11 vị làng để cái bia này để mà thờ. Theo sách Ô Châu Cần Lục của Dương Văn An, được viết vào giữa thế kỷ thứ 16, thì An Hòa là một trong 63 làng cổ của huyện Kim Trà, Vũ Triều Phong, xứ Thuận Hóa. Địa bàn ban đầu của làng gồm một phần nằm bên trong kinh thành Huế. Cho đến năm 1805, khi vua Gia Long lên ngôi và cho xây dựng mở rộng kinh thành Huế,
thì phần đất trong thành của làng An Hòa bị giải tỏa toàn bộ, dân cư phải chuyển ra ngoài sinh sống. Theo sử sách, làng An Hòa bắt đầu nổi tiếng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 17 với sự xuất hiện của dòng họ Nguyễn Đăng, xuất thân từ họ Trình, từ đằng ngoài chạy vào Thuần Hóa để dung thân. Với nhiều công thần còn được lưu danh sử sách. Nguồn gốc của họ Nguyễn Đăng là An Hòa là gốc họ Trình ở tại là phủ Đức Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh. Vào đây là khoảng năm 1527. Họ đã đến cái làng Tiên Nồn rất sớm. Ở hai đời ở Tiên Nồn thì tổ tiên đã dời ra cái phía An Hòa để cho cao rõ hơn. Từ khi mà Mạc Đăng Dung là cướp ngôi nhà Lê, ngài Tình Cám đương thời là giữ chức binh bộ thượng thư. Do đó ngài cùng em là Trình Quýt vào là Thuần Hóa với mưu đồ là phò Lê diệt Mạc. Nhưng mà thời gian là chưa thành mà ông đã mất. Sau đó Trình Vĩnh Phu là người con tới cư trú tại làng An Hòa. Đến đời Nguyễn Đăng Đề thì chúa Nguyễn mới ban cho cái họ Trình này được đổi thành là Nguyễn Đăng. Và từ đó nó khởi đầu những nhân vật thành đạt, trở thành là những nhân vật văn hóa đóng góp vào cái sự phát triển của Đăng Trăng. Ta sẽ thấy nổi bật là nhân vật là Nguyễn Đăng Thịnh là người đã đóng góp rất nhiều và còn bằng khuyên đề xuất cho chúa Nguyễn Phúc Hoạt, mà hai ta đọc là ông Phúc Hoạt đó, lên ngôi. Còn nhân vật thứ hai đáng kể sau Nguyễn Đăng Thịnh đó là Nguyễn Cư Trinh, là con của Nguyễn Đăng Đề. Nguyễn Cư Trinh thì cũng là xuất thân là những người đổ vào kỳ thi văn chức. Sau đó là với cái tài cán của ông được bổ dùng đi làm tuần phụ ở Quảng Ngãi. Ông đã góp phần bình định dẹp yến được cái mang đạo vách ở vùng này. Sau đó thì ông được cử tiếp đi vào Nam Bộ. Và ông chính là người tạo ra một cái nối kết hoàn thành cái việc mở cõi ra tới biên giới phía cực Nam. Có thể nói Nguyễn Cư Trinh là một nhân vật văn võ toàn tài. Sự đóng góp của ông không chỉ có ý nghĩa đối với vương triều chúa Nguyễn mà còn có ý nghĩa lớn đối với đất nước này. Cùng theo nhà nghiên cứu Trần Đại Vân trong cuốn Làng Văn Vật Thừa Thiên Huế thì vào cuối thế kỷ thứ 17, do đất chật người đông, một bộ phận dân cư của làng đã ngược lên đầu nguồn sông Bạch Yến, lập nên một giáp gọi là An Hòa Thượng để an cư lạc nghiệp. Cách làng cũ khoảng 8 km đường bộ. Tại đây, một thể chế văn hóa làng cũng được thiết lập. Ngoài những nét tương đồng với bản quán, An Hòa Thượng còn có những nét riêng góp phần làm phong phú thêm diện mạo của một làng quê có truyền thống văn vật đã hàng trăm năm qua. Làng An Hòa với những câu chuyện kể như là huyền thoại. À, vì sao mà có cái chùa đấy á? Là vì nguyên nhân á là đời chúa Nguyễn Phúc Hoạt là có chôn cái mộ sao đi là trung làng á lên là tranh đấu vật là vì cái chỗ này chỗ miền cọt mà chôn cái mộ nó rồi là cọt hàng khay ăn người là sao cái ông thầy địa ông nói thôi mày ổn về đi đừng có mang mà mệt cái hàng cái con chúng già vuông chùa mà mình mang ra mà cản sợ được. Thế ông mấy ông về, rồi là tôi có cái pháp trư, là vẽ cho mấy ông. Mà ông cầm cho ba ngùng lá, 5 ngày sau, một cái dẫn múa, mà tươi. Rồi mình chỉ làm một chùa đó, để ở người cái này không có gì hết. Thì theo là truyền khẩu lại, thì các bậc lớn hơn nữa, chứ còn in tôi thì còn sau. Cái mồ này là thuộc cái dòng họ Trương, là ông thân của là Trương Phúc Loan. Ở đây chùa Nguyễn Phúc Hoạt mà chùa đâu mà làm nổi tiếng có phải không?
bây ô cứ lên lấy góp tranh góp tre, bây ô là tre một cái vùng được, nhưng mà thịnh ông Phật về đó là chùa đó. Sau khi ô mấy ông nghe rứa, bà góp tranh góp tre lên mân để thịnh ông Phật. Ông Phật cũng là ông Phật đất á, không phải rồi là về thơ. Trầm Hương là khi tới đây á, một cái hồng núi mà có là trầm là như rừng núi đó. Thì ở đây là có quay cái người lại cái tên đó gọi là chùa Trầm Hương. Đây là cái ám thờ mẫu thiêng thiêng thành mẫu mẫu dạ thiêng. Được đấy, khi mà làng á làm cái chùa mà thờ phượng á, sau đó là tiếp tục làm cái điện đó là vì mục đích á, là để tránh đầu với đuôi ở trên cái núi này. Hồi trước á, là làng đặt là cái núi cấm này là có năm cái giàng giống như cung hộ, mà khi mà tránh hai cái chỗ thờ này á, là hộ ít về là bắt theo bắt gà bắt người ở trong làng, thì làng ngoài chùa tiếp làm cái điện đó để mà tránh đầu với đuôi. Đầu là chùa, đuôi là sau cái điện đó, đó là cái chỗ là hiện tại là thờ mẫu dạ thiêng. Ông tự nhiên là thờ ngài cao cả đại vương lâu rồi, am nó cũng làm một lần vì cũng hình thành một lần vì cái âm ba, âm ba tên đi âm ba tức là am thờ mẫu. Với địa hình nằm ven núi, An Hòa Thượng còn là nơi an giấc ngàn thu của các vị tổ tiên người làng An Hòa. Trong đó có ngài Khai Canh và những bậc thủy tổ của dòng họ Nguyễn Đăng. Đây là phần mộ của ngài Khai Canh, làng An Hòa, họ Hồ Ngọc. Ngôi mộ này cũng có khoảng 500 năm. Vì ngài Khai Canh là đến cái làng này trước, và sau đó là cả họ khác đến sau. Và ngài cũng là từ Thanh Hóa vào Nghệ An. Ở đây là mấy cái họ chính á. Mà đến từ xưa mà có trong văn sở tế của làng á, thì họ Hồ Ngọc là đầu, rồi đến Nguyễn Đăng, rồi Nguyễn Văn, Nguyễn Viết, rồi họ Trần Đăng, họ Lê và họ Nguyễn Bá. Các ngài thủy tổ đó đều được chôn cất và lăng mộ cũng là được xây cất ở trên cái đất của Dập Thường đi. Đây là quần thể mộ của dòng họ Nguyễn Đăng. Và đây là mộ của ngài Trịnh Vĩnh Phú, là đời thứ hai, là con của ngài Trịnh Cam. Mộ này là chôn ở đây khoảng 500 năm rồi. Còn đây là mộ của ngài Nguyễn Đăng Thịnh, chức danh của ngài là Lễ Bộ kiêm Lại Bộ dưới triều của chúa Nguyễn Phúc Khoác. Ngôi mộ đã được cải táng. Khi ngài mất thì chốn cũng ở, là ở An Hòa, nhưng ở phía trong này. Sau này là con cháu đã dời ra khỏi đây, và chứ di tích đó là có hai cái bia cổ. Còn mộ cổ của ngài vẫn còn nằm trong này cách đây khoảng 2 km. Nếu như An Hòa Thượng có am ông, thì Giáp Đồng Nhi cuối làng lại thờ am bà. Cùng với đình làng ở Giáp Trung là An Hòa Hà, hình thành nên một hệ thống thờ cúng thần linh hoàn chỉnh của một làng quê cổ xứ Huế.
Người ta dựng miếu thờ không chỉ biểu hiện sự đoàn kết thống nhất trong cái nghi lễ của các cái làng giáp, mà người ta còn đưa các vị thần đó ra biên giới của một cái làng để mà trấn giữ các vùng đất, trấn giữ về mặt tâm linh, đồng thời cũng trấn mặt giữ về mặt cương vực bờ cõi để làng khác không xâm chiếm. Cái ý nghĩa là nó kết hợp như vậy, và làng nào cũng thực hiện như vậy. Làng Ứng Hòa là ít miếu, có những cái làng 30 cái miếu như làng Văn Xã, họ sẽ trấn rất nhiều góc, nhiều giáp như thế này để mà giữ bờ cõi. Ý nghĩa bờ cõi nó thiết thực, còn thiết thực hơn là ý nghĩa là bảo hộ về mặt tâm linh. Chứ về một nghề hành chính là ở đây là thuộc phường Hương An. Rồi là ông thường thì có gì vấn đề nói vấn đề địa dư thì xa, nhưng hiện nay là con dân trong làng vẫn hướng về cái cội nguồn ở dưới An Hòa. Còn mà lễ thu tế ở dưới đó thì tên đi là coi như là ban nghi lễ, là về ban nghi lễ của dập thượng là về tất tật là lo lễ dưới làng. Làng mấy ông lo tiền bạc, lo vấn đề chỉ đạo điều hành các thứ đó, chứ còn ban nghi lễ là ở trên đi về. Đây là một phần của Trần Cao Vân và Thải Phiên, hai chỉ sĩ cách mạng yêu nước nổi tiếng vào đầu thế kỷ thứ 20 với phong trào Duy Tân chống Pháp. Nhắc đến tên hai ông, người ta lại nhớ đến một địa danh rùng rợn một thời, Cổng Chém. Nó nằm ngay giữa đường Cải Quang chạy qua làng An Hòa, và nay vẫn còn đó như một chứng tích. Nếu mà hỏi rằng là ông Trần Cao Vân và chạy bà Nguyễn Thái Phiên chạy vào chỗ nào thì chúng tôi xin thưa rằng ở nơi chỗ Bùi Trái đó. Từ thế kỷ 17 có một số người đã bị xử, thì khi xử đôi khi xử ở chờ, đôi khi xử ở cuồng bại, và dần dần người ta định hình trên cái cổng ở tại phía bắc của làng An Hòa và sử dụng đó nhiều lần, cho nên ta gọi đó là cái cổng chém. Như vậy là liên tục trong lịch sử từ thế kỷ 18, 19. Nhưng đối với người Huế gần đây thì ta nhớ cái cổng chém nó liên quan đến cả hai nhân vật là Thái Phiên và Trần Cao Vân, là những cái thủ lãnh tù trong cuộc khởi nghĩa của năm Việt Nam Quang Phục Hồi ở tại Trung Kỳ. Và khi thất bại thì vua Duy Tân là bị đày, còn các cái vị này đã bị xử ở đây. Là khi xưa là muốn chém là kéo cái vịt đọt cái xuống, rồi chém rồi là đưa lên để cho dân chúng ta thấy rằng người đầu là bị trừ tội. Hồi nãy là nhất là địa trí A mà gì má cũng chém lắm. Cái địa trí A là vì đó ruộng trồng, hết mưa hết lũ cái là nước trồng xuống đó một cái là bao nhiêu địa, xin lỗi mình dùng chân xuống là hắn đéo nó chân đén rồi. Mà gì là má cũng chém là đó. Vua đem ra chết nhiều quá rồi. Để chém đó rồi ba. Bằng đêm đi là hồi thấy nghĩa là người đi vang vạn trước mặt, nhưng mà tới nơi là không có người. Cái cổng chém quan trọng, nhưng mà ta lưu ý cái cùng ma, tức là cái nghĩa địa mà chốn những cái người đã từng bị xử đấy còn quan trọng hơn. Tiếc thay bây giờ người ta chưa có điều kiện, cho nên người ta để cho lau lách giữa nè, nó lan tỏa và chúng ta không thấy được. Đây là những người là nạn nhân cũng có, và cũng là những người anh hùng đối với đất nước chúng ta đã qua cũng có. Và tuy nhiên dân Hòa thì có tấm lòng về mặt tâm linh, họ dừng các cái miếu để thờ những cái oan hồn này. Gần một thế kỷ trôi qua, người ta vẫn không dám phá hủy hết cả gốc tre cũ, bởi họ tin rằng tre vẫn có sứ mệnh chuyên chở những linh hồn oan uổng. Con đường Cải Quang một thuở
nay đã trở thành cửa ngõ vào thành phố Huế từ phía Bắc, khang trang và rộng rãi. Nhưng lòng người An Hòa xưa vẫn không thể quên chuyện cũ. Với họ, đó cũng là cái gốc tích thiêng liêng của làng, được bồi đắp từ đời này sang đời khác. Cũng như người An Hòa, vẫn trong vòng và tôn thờ các bậc khai căn, những người đã làm rạng danh quê hương xứ sở của họ. Trên mảnh đất An Hòa xưa, đã có những tên trường như Trung học cơ sở Nguyễn Cư Trinh, Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Thịnh. Những danh nhân của làng An Hòa cũng được đặt tên đường và tên trường, không chỉ ở thành phố Huế mà còn nhiều địa phương khác trên cả nước. Bởi những đóng góp của họ cho công cuộc mở mang bờ cõi, xây dựng và thống nhất Sơn Hà trong một giai đoạn lịch sử hơn 300 năm của Vương Triều Nguyễn. An Hòa cũng từng đi vào trí nhớ của người Huế với những cái tên như xóm Trâu, xóm Gióng sau ngày giải phóng. Nay thì cả Trâu và Gióng đều không còn là cái nghề mưu sinh ở đây nữa. Người làng tỏa đi khắp nơi với nhiều nghề nghiệp khác nhau. Thật là thú vị khi ven đường quốc lộ này, giáp ven thành phố về phía Bắc, ngược theo dòng Bạch Yến, lại có một cộng đồng làng tuy chẳng liền một dải đất, lại khăng khít với nhau bằng những lề thói, tập tục truyền thống xưa, đáng trân trọng như vậy.